đây là Nhọn, con gái của chị Đại. Chị Đại sống ở nhà ngoài chợ. Từ khi bị cha dụ đẻ ra một bầy con thì con của chị Đại vô đây ở chung với Khế. Khi mà ông Quách chết rồi thì con Nhọn là đứa lớn thứ nhì đó. Nhọn lớn tuổi hơn Khế luôn nha mọi người. Con cái nó nhỏ con gái mà cái lỗ mũi đen xì, không có phải gì nó có màu cam hay màu hồng cũng đỡ nữa. Gái gì đâu mà lỗ mũi thâm hết trơn. Với cái môi của con Nhọn nha mọi người, nó cứ bị lở, bị chảy máu hoài à. Lâu lâu bị một lần, mà trong vòng 1-2 tuần là hết. Bởi vì mình không có đi khám, nó cứ bị vậy hoài đó. Đã cái màu lông xấu rồi, cái mỏ còn nhọn rồi, cái môi hay bị lở nữa, và lỗ mũi thâm nữa, nó xứng danh thị nở luôn. Có thị nở có chí phèo nha. Còn cái thằng này cái màu lông cũng xấu nữa, mà được cái là thông minh. Với cái điểm cộng của con Khế là sống có đạo đức lắm nha, sống có tâm lắm, thương mèo con. Trời khen ảnh ganh ảnh nằm dạ kìa. Còn cái lỗ mũi của con Khế á, nó chỉ thâm ở cái phần cái sống mũi thôi, còn cái phần phía dưới thì nó màu cam cam đậm luôn, nhìn cũng đẹp trai. Cái mỏ con Khế nó không có nhọn, con Khế là cái dạng cái mỏ phù, hai cái mỏ nó phùng lên. Con Khế cũng không có bị lở môi giống Nhọn đâu nha. Thanh niên này thuộc dạng là manly rồi, nhờ người ta ăn không mà cái tướng vẫn u nu à. Chứ con Khế cái sức đề kháng nó tốt lắm nha mọi người. Nếu mà hồi đó mình không có lụm nó về mà nó mà làm mèo hoang á, chắc nó cũng cầm chùm một bầy mèo hoang ở xóm mình luôn đó, nó khôn quá. Còn đây nè, quay cận mặt con Nhọn nè, không biết chị Đại nó đẹp mà sao nó đẻ con nó nè. Con Nhọn chỉ giống chị Đại ở chỗ cái mắt hay liếc, cái mặt hay kênh kiệu, giống mẹ nó ở chỗ mỏ nhọn nè, hai cái gò má thì nó bự nè, con mắt thì như cây dao nè. Mẹ nó mỏ nhọn mặt gãy, nó mỏ nhọn mặt gãy nhiều hơn. Nói chung cái gì xấu là coi như nó hưởng hết luôn á, cái mỏ nhọn quắc luôn nè. Trời ơi trời, coi con gái mà nó xấu, xấu banh cho nhà lòng luôn. Nó xấu mà nó xấu hút phần mẹ nó luôn. Kênh kiệu hay liếc vậy thôi, tại cái thần thái giống mẹ thôi. Chứ Nhọn là nó hiền nhất trong nhà nha. Những cái xấu nó hưởng hết, nhưng mà được cái nết hiền. Cái nết hiền này chị Đại nó không có. Clip tiếp theo mình sẽ quay về chị Đại để mọi người so sánh nha. Tuy hai mẹ con khuôn mặt khác nhau nhưng mà thần thái giống hệt nhau, không khác. Chị Đại mẹ ruột của con Nhọn, mỗi khi về nhà nó đều ra mừng mình nha mọi người. Mà do cái tánh của nó kênh từ hồi nhỏ tới lớn, do đó nó mừng mình cũng như không mừng vậy đó. Mỗi khi mình về nhà là nó sẽ chạy ra, nó ngồi kế mình, hay nó ngồi trên cửa sổ, ngồi ngay ánh mắt của mình đó. Rồi khi mà mình ẵm mình ôm nó thì bắt đầu nó la làng. Nó cái tánh của nó khó ở như vậy đó mọi người. Nó nuôi con trắng cũng vậy nữa, nó thương con trắng lắm nha, nhưng mà nó luôn luôn làm cái mặt hình sự. Trừ con Bưởi ra, Bưởi là chó không tính. Nói về mèo, chị Đại là con lớn tuổi nhất hiện tại. Mỗi khi có người đi ra đi vô mở cửa là chị Đại nó giọt ra ngoài nó đi chơi. Nó canh cửa hay lắm, nó cứ đi qua nhà hàng xóm chơi hoài. Mà nó khôn cái, mỗi khi mắc ỉa mắc đái là nó chạy về nhà, nó ỉa đái một cái nó đi chơi tiếp, nó dù gì vậy đó. Bữa đó mình đi ngang nhà hàng xóm, mình thấy nó nằm ở trước cửa nhà hàng xóm làm như nhà của nó vậy đó. Ở xóm mình cũng có nhiều người thương mèo lắm, chính vì nhờ không có đái bậy ý bậy cho nên được người ta thương đó. Nhờ cái tánh cũng khó chịu khó ở, đi vệ sinh ở chỗ lạ là không đi, ăn ở ngoài đường là không ăn. Do đó nó đi chơi trong vòng 2-3 tiếng là nó quay về, nó ăn uống rồi nó đi vệ sinh rồi nó mới đi chơi tiếp. Mà đa số canh nó về nhà là đóng cửa nhốt nó lại không cho nó đi nữa. Hồi nhỏ cái mặt ngây thơ dễ thương lắm, thì càng lớn thì đi đánh lộn nhiều, có gì trải đời nhiều quá cái mặt chầm dầm, chầm dầm ngay cả khi mà đang nhõng nhẽo nha mọi người. Đi cua chai đi dẹo chai, có khi về dắt theo 2-3 thằng về kiếm nó, đứng ở trước cửa kiếm nó luôn. Ẵm nó thì nó la làng, mà nó chuyên gia dành cái giọng của mình, muốn đuổi nó xuống không bao giờ được nha. Bình thường mấy con khác lắc cái giọng hơi nhẹ là nó sợ nó chạy à. Nói chứ già thì già nhưng mà vẫn gân lắm nha mọi người, không có con nào mà chịu ngồi cái giọng mà lắc mạnh gì hết trơn. Đưa giọng thì cứ đưa, nó vẫn ngồi nó trầm tĩnh bình thường, coi như không có gì xảy ra. Nhìn ở đây thì mọi người đủ hiểu cái độ lì của nó như thế nào rồi. Con Nhọn ngoan ngoãn hiền hậu ăn phận bao nhiêu thì con mẹ của nó quậy quạng chơi bời bấy nhiêu. Cả hai mẹ con đều có một khuôn mặt, mỏ nhọn gò má cao, cái cặp mắt hay liếc hay đi cà kịa người khác. Cũng hên là con Nhọn nó chỉ giống cái ngoại hình thôi, còn tánh tình nó không giống mẹ nó nè. Dịnh cái giọng lại nè, tỉnh bơ luôn, không sợ té luôn á. Đang đưa giọng mà dịnh lại là té lăn luôn á. Còn con này nó chị cho nó, tại nó quấu vô giọng nó lì không, nó quá trời lì luôn. Nó tỏ thái độ là không có muốn ai đụng nó, không muốn ai ẵm nó, nhưng mà thật ra nó cứ ngồi kế, nó nằm kế mình hoài cho mình ẵm nó hoài à. Cái nết của nó là cái dạng khó ở mọi người biết không, nó tỏ cái vẻ vậy thôi, thật ra nó thấy mình nó mừng.